Dậy nhiều nghe. Thế thì em thấy như này quá, em còn phải giấy làm cho nó gần đúng, gần được. Chuẩn mà con. Sao bố không đi cho con cái giày đá bóng? Không, giày bóng sao chơi được cái này? Thế à? Nhìn các bạn nhỉ, giày nó phải êm. Chứ nên giày bóng sao mà đẩy lên được. Đây, giày này, nó bật.